trên tin tức thời sự bình luận với luật sư Trần thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán giả khắp nơi. Thì có thể nói ngày hôm qua là tổng thống Erdogan của Thổ Nhĩ Kỳ đã có những tuyên bố gây sốc cho thế giới phương Tây và Hoa Kỳ thưa quý vị. Và có thể nói đây là một cú sốc rất lớn. Lý do là vì Thổ Nhĩ Kỳ là một thành viên của khối NATO thưa quý vị, tức là khối theo phương Tây nhưng đã có tuyên bố trái chiều một vấn đề nổi lên từ rất lâu và ngay cả bây giờ thưa quý vị. Đó là tên gọi như thế nào đối với tổ chức Hamas. Và chúng tôi cũng đã nói là Hamas có hai cách gọi, một theo phương Tây hoặc theo những người không theo phương Tây thưa quý vị. Theo phương Tây thì nói đây là tổ chức khủng bố xin mở ngoặc kép là khủng bố hồi giáo Hamas đóng ngoặc kép thưa quý vị còn những người không ủng hộ do thái và phe phương tây thì gọi đây là những mở ngoặc kép chiến binh hồi giáo đóng ngoặc kép tức là mujahideen hay từ mới nhất của tổng thống thổ nhĩ kỳ erdogan đó là mở ngoặc kép chiến sĩ giải phóng quân Palestine thưa quý vị. Thì đây là một cái tuyên bố hết sức gây sốc và trên màn hình quý vị thấy là The Times of Israel đã phải chạy trên trang nhất và tất cả các báo truyền thông, thông tấn xã quốc tế đều đăng tin thưa quý vị. Thì tuyên bố của Tổng thống Erdogan nói rằng Hamas không phải là những kẻ khủng bố thưa quý vị mà họ là những chiến binh Hồi giáo hay những chiến sĩ giải phóng quân bảo vệ cho quê hương đất nước của họ, Palestine, bảo vệ cho dân tộc Palestine, bảo vệ cho đất Palestine, thưa quý vị. Và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ lên án Do Thái, chiến dịch quân sự của Do Thái đang ngày đêm thả bơm không kích giải Gaza, thưa quý vị có thể nói rằng những cái quyết định của ông tổng thống thổ nhĩ kỳ này là hết sức bất ngờ đối với do thái và ông đã tuyên bố là trước đây có những toàn tính thảo luận hai bên để có chuyến thăm đặc biệt của ông tổng thống thổ nhĩ kỳ erdogan đến thăm nhà nước do thái thì bây giờ đã bị hủy bỏ rồi quý vị vì ông cho rằng là cuộc chiến mà do thái đang tiến hành là cuộc chiến vô nhân đạo, tiếng Anh gọi là "inhuman" hay "humanity war". thì có thể nói rằng uh, ngay lập tức đã gây sóng gió, thưa quý vị. một số đồng minh của Âu Châu, của thổ Nhĩ Kỳ uh, lấy làm tiếc khi mà Tổng thống thổ Nhĩ Kỳ uh, tuyên bố Hamas không phải là những kẻ khủng bố không phải là tổ chức khủng bố thưa quý vị và cái câu chuyện này không phải mới đây thưa quý vị nhiều lần trong quá khứ ông tổng thống thổ nhĩ kỳ đã nhiều lần coi như là lên tiếng về những tổ chức khác chẳng hạn tổ chức pkk của người chống lại chính quyền thổ nhĩ kỳ là những kẻ khủng bố vân vân nhưng đối với lực lượng hamas hay lực lượng plo thì từ lâu ông đã coi là những chiến sĩ giải phóng quân giành lại lãnh thổ của palestine cho người palestine thưa quý vị có thể nói à, tuyên bố của ông coi như là một cái à, cú trời giáng lên à, truyền thông à, phương tây thưa quý vị Ông gọi là những người này là Mujahideen hay còn gọi là chiến binh Hồi giáo hay trình mở ngoặt chiến sĩ giải phóng quân của nhân dân Palestine. Ông tuyên bố rằng ông tức là Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan do Thái có thể nhìn nhận hay coi lực lượng Hamas là một tổ chức bởi ngoặt kép là khủng bố đóng ngoặt kép đó là theo luận điệu Adua theo phương Tây nhưng ông nói rằng và đây là ông nói trước cái đảng của ông là AK Parti, ở trong quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ rằng là phương Tây đã nợ những người Palestine rất nhiều nhưng mà Thổ Nhĩ Kỳ cũng không nợ bất cứ ai thưa quý vị và phương Tây cũng nợ những người Palestine rất nhiều nhưng Thổ Nhĩ Kỳ cũng không có nợ với Palestine Nói chung là vai trò của ông tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ này theo nhiều người là trung dung thưa quý vị. Ông rất muốn uh, giải pháp hòa bình cho hai bên. Nhưng mà việc mà bên phía Do Thái áp đặt uh, lực lượng Hamas là khủng bố. Và thậm chí họ đang tung ra một cái chiến dịch gọi Hamas là ISIS khủng bố thưa quý vị. Thì có thể nói rằng uh, phát biểu của ông uh, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ uh, là một gáo nước lạnh thưa quý vị. Ông truyền bố thẳng như thế là Mujahideen, những chiến sĩ giải phóng quân Hamas là để giải phóng Palestine khỏi sự gọi như cai trị kiểm soát của nhà nước Do Thái không phải là tổ chức khủng bố ông lặp đi lặp lại nhiều lần trước quốc hội của thổ nhĩ kỳ thưa quý vị nói chung đây không phải là một phát biểu vu vơ bất thần bất ngờ mà đây là một cái lập trường rất lớn và rất vững chắc của tổng thống thổ nhĩ kỳ Erdogan. Thì phát biểu của ông như đã nói là đã nhiều năm trước đây kể cả từ 2014 ông đã coi tổ chức Hamas hay những lực lượng của người Palestine là những tổ chức yêu nước, yêu tổ quốc Palestine và muốn giải phóng Palestine khỏi ách cai trị thống trị chiếm đóng của nhà nước Do Thái sự quý vị. Do đó ông lặp đi lặp lại từ 2014 là những tổ chức đó không phải là tổ chức khủng bố như Do Thái cáo buộc. Bên phía Do Thái thì uh, họ đang như đã nói là tung ra những chiến dịch uh, về truyền thông và họ cũng uh, đang uh, tung ra những cái luận cứ về lịch sử nói rằng phía hồi giáo luôn luôn là người đi cướp đất của do thái luôn luôn là người tấn công trước hủy diệt do thái trước thưa quý vị do đó do thái có quyền tự vệ để mà bảo vệ cho nhà nước do thái để mà tránh đi cái nạn lưu vong của dân tộc do thái hàng ngàn năm thưa quý vị trở về đất thánh Jerusalem của do Thái thưa quý vị mặc dù họ đã từ bỏ việc uh, theo đạo Thiên Chúa và lập ra đạo Do Thái giáo vân vân thì câu chuyện của ông uh, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan này đang gây sóng gió thưa quý vị vì Thổ Nhĩ Kỳ là một đồng minh quan trọng ở ngay tại khu vực này mà nếu Thổ Nhĩ Kỳ không nghiêng theo phương tây thì chắc chắn là phía phương tây đang có những do dự thưa quý vị chẳng hạn như là tổng thống pháp đã có chuyến viếng thăm đặc biệt đến nhà nước do thái và yêu cầu các bên là hãy hợp tác với pháp để tìm ra giải pháp hòa bình cho do thái và hamas palestine Tuy nhiên, trên diễn đàn quốc tế thì có hai dự thảo được đưa ra, một là phía Hoa Kỳ và một là phía Nga. Để một dự thảo nghị quyết Liên Hợp Quốc được thông qua thì phải có ít nhất là 9 quốc gia thành viên bỏ phiếu đồng thuận trong 15 quốc gia trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và không có phiếu nào chống từ những thành viên năm thành viên thường trực của Liên Hiệp Quốc thưa quý vị có thể nói rằng điều kiện để mà ra một cái nghị quyết Liên Hiệp Quốc rất là khó khăn thì phía Hoa Kỳ đưa ra nghị quyết sau khi bác bỏ nghị quyết của Brazil đưa ra trước đó thưa quý vị và phía hoa kỳ đưa ra tuy nhiên đã không có tích cực kêu gọi hai bên ngừng bắn và không có cái giải pháp nào đưa đến ngừng bắn giữa hai bên cho nên đã bị nga và trung quốc bác bỏ thưa quý vị nga thì do đại sứ của nga tại liên hiệp quốc Nebenzia bác bỏ phía Trung Quốc thì cũng vậy, thường về không đồng ý với nghị quyết của Hoa Kỳ. Rồi tiếp theo sau đó thì nghị quyết của Nga, nghị quyết của Nga thì cũng à, kêu gọi hai bên à, vãn hồi trật tự, gìn giữ hòa bình trong vùng. À, tuy nhiên nghị quyết của Nga à, không đủ mạnh, à, chỉ có bốn quốc gia đồng thuận trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, cho nên coi à, như là dự luật nghị quyết của nga cũng bị bác bỏ thưa quý vị à, nói chung hiện nay tình hình đang hết sức sôi động mỗi ngày thì uh, bên phía hamas cũng tiếp tục uh, nã uh, rocket pháo từ uh, bên giải gaza vào đất của do uh, thái rồi lực lượng uh, hezbollah ở phía bắc liban cũng tấn công vào uh, phía bắc của do thái thưa quý vị, à, nói chung là từ quốc gia liban quốc gia liban thì nằm ở phía bắc của do thái cho nên bây giờ hiện nay do thái đang bị à, lướng đầu thỏ địch có thể có một mặt trận mới từ syria từ iran à, vân vân thì à, được biết rằng à, tin tức cho biết là một số loại vũ khí của iran được tháo rời sau đó vận chuyển bí mật đến cho lực lượng hamas ở Gaza thông qua nhiều cái tuyến đường thủy, đường bộ và đường tàu biển tiếp vận một cách bí mật rồi với vậy. Rồi khi đến giải Gaza thì được coi như lắp ráp lại thành vũ khí hoàn chỉnh, rồi từ đó tấn công lực lượng nhà nước Do Thái, tức là lực lượng IDF của Do Thái. Bên phía Do Thái thì mỗi ngày đi tiếp tục không kích thả bơm vào các nơi mà nghi ngờ là tổng hành dinh của lực lượng Hamas hoặc là các công xưởng các nhà coi như là trung tâm có chứa lực lượng Hamas và số lượng bơm đạn trên 6.000 tấn bơm đã được thả từ ngày 7 tây tháng 10 tới đây thưa quý vị có thể nói rằng lực lượng do thái cũng đang quyết tâm bóc gỡ và triệt tiêu lực lượng Hồi giáo khủng bố sinh trong ngoặc kép và mở ngoặc kép là lực lượng mà phía bên Do Thái gọi là lực lượng chống nhà nước Do Thái hay còn gọi là lực lượng mở ngoặc kép là lực lượng khủng bố nhà nước Do Thái vân vân thưa quý vậy thì đó là câu chuyện mà hai bên đang hết sức căng thẳng và truyền thông phương Tây thì cũng đang hết sức bối rối với việc một quốc gia thành viên của NATO gọi lực lượng Hamas là những chiến sĩ giải phóng quân đất Palestine cho dân tộc Palestine thưa quý vị Thì uh, Bên phía Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang lên tiếng uh, chống nhà nước Do Thái chẳng hạn như Bộ trưởng Bộ Ngoại giao ông Hakan fidan là tuyên bố tại uh, Qatar và cáo buộc Do Thái là một quốc gia đang coi như uh, diệt chủng coi như thực hiện một cuộc uh, chiến tranh vô nhân đạo thưa quý vị và đương nhiên là việc Thổ Nhĩ Kỳ uh, đó là quan điểm của Thổ Nhĩ Kỳ trái lại thì uh, quan điểm của Do Thái như đã nói là tuyên bố lực lượng Hamas mở ngoặt kép là tương đương với bọn khủng bố ISIS đóng ngoặc kép thưa quý vị. Câu chuyện này chắc chắn là hai bên sẽ tiếp tục cãi nhau y xèo và cái cuộc chiến như đã nói do Thái và Hồi giáo chưa bao giờ có hồi kết, chưa bao giờ được thực sự hòa bình thưa quý vị. Thì trên màn hình quý vị thấy đây là Tổng thống Erdogan của Thổ Nhĩ Kỳ đã tiếp người đứng đầu lực lượng Hamas đó là Ismail Hadiyat vào năm 2020 trước đây thưa quý vị. Có thể nói là lực lượng Hamas rất thân cận với lại phía Thổ Nhĩ Kỳ. Và bên phía Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã đưa ra lời kêu gọi do Thái phải ngừng chiến dịch quân sự, ngừng thả bom, ngừng không kích Gaza thưa quý vị có thể nói rằng bên quan điểm của thổ nhĩ kỳ là an ninh không thể được bảo đảm nếu mà vẫn tiếp tục thả bơm bệnh viện trường học đền thờ hồi giáo nhà thờ vân vân thưa quý vị và yêu cầu là nhà nước do thái không được tấn công vào thường dân và phải ngay lập tức chấm dứt việc thảm sát thưa quý vị À, nói chung lời lẽ của phía chính quyền thổ nhĩ kỳ à, rất cứng rắn và rất à, rõ ràng và điều đặc biệt các quốc gia khác có lên tiếng thì người ta cũng không để ý nhưng đây là một à, đồng minh của khối nato thưa quý vị đây là một cái quan điểm mà có thể nói gây sốc quan điểm trái chiều với các nước phương tây rất lớn ngược kèo một trăm độ À, đương nhiên là các nước phương Tây hiện nay đang rất bối rối khi có những thành viên trong khối đưa ra những tuyên bố chống Do Thái đi ngược với đường lối của phương Tây. Và họ chưa biết làm gì đối với ông à, Thổ Dĩ Kỳ này thưa quý vị. Có thể nói rằng à, đây là một cái điều mà hết sức sửng sốt đối với họ. Và họ không biết chưa biết vai trò nhờ vả gì Thổ Nhĩ Kỳ. Nhiều quốc gia thì hy vọng là Thổ Nhĩ Kỳ có cái tiếng nói uh, trong vùng, đứng ra làm trung gian hòa giải giữa hai bên. Một bên là Hamas và một bên là Giò thải Tuy nhiên vai trò này cũng chưa được uh, nổi bật. Và chỉ biết là họ có những cái quan hệ mật thiết với nhau, nhưng mà để mà đi tới một cái hành động cụ thể chẳng hạn như ngừng bắn chẳng hạn như chào trả con tin vân vân thì cần phải có thời gian thường thuyết thưa quý vị. Bên phía lực lượng Hamas cho biết rằng là nếu phía do Thái ngừng thả bom, ngừng tấn công, ngừng không kích thì họ sẽ thả một số con tin thưa quý vị. Và chúng tôi cũng đã nói là phía công nhân Hoa Kỳ cũng đã bị bắt làm con tin một số và hiện nay Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng đang rất lo lắng cho số phận một số công dân Hoa Kỳ Bị phía lực lượng Hamas Bắt giữ Mà Hoa Kỳ gọi là lực lượng mở ngọt kép Là khủng bố Hồi giáo đóng ngọt kép Thưa quý vị Thì chương trình đến nay tạm chấm dứt Xin trân trọng cảm ơn quý vị khán giả khắp nơi Quý vị nào ủng hộ cho Nhà nước Do Thái Chúng tôi xin làm một cuộc trình cầu nhỏ Thì xin cho số 1 Quý vị nào ủng hộ cho lực lượng Hamas Palestine Thì xin cho số 2 Quý vị nào không quan tâm thì xin cho số 0 Còn quý vị nào ủng hộ sự hòa bình của hai bên Yêu cầu ngừng bắn Thì xin cho số 3 thưa quý vị Thì chương trình đến nay tạm chấm dứt Xin trân trọng cảm ơn quý vị khán giả một lần nữa Xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới